Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Tin khẩn cấp: Trung Quốc run sợ khi Đài Loan phóng hỏa vỡ đập Tam Hiệp, chôn vùi 1/2 đất nước của Trung Quốc để cảnh cáo Tập Cận Bình. Thưa quý vị, có một tin cực nóng và cực mới khi ngày hôm qua, Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã tuyên bố chắc chắn rằng nếu phía Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan thì Đài Loan sẽ tấn công đập thủy điện Tam Hiệp. Và bà Thái Anh Văn nhấn mạnh rằng chỉ sau 30 phút, 1/2 đất nước của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoàn Cầu đưa tin, trong thời gian vừa qua, tình hình giữa hai nhà nước Đài Loan và Trung Quốc cực kỳ căng thẳng trong bối cảnh Đài Loan đang chuẩn bị phiên họp để người đứng đầu nhà nước này sẽ có một bản kế hoạch chi tiết hành động nếu như phía Trung Quốc sẽ phát động tấn công vào cuối năm 2021. Theo một nguồn tin tiết lộ, phe của bà Thái Anh Văn có tới 90% nhất trí là sẽ phóng hỏa đánh sập con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Đài Loan sẽ chính thức tuyên bố với cả thế giới về quyền độc lập của quốc gia này, cắt đứt mối tư tưởng của giới lãnh đạo Trung Quốc, thâu tóm Đài Loan về với phía Trung Quốc theo kiểu một quốc gia hai chế độ. Giới lãnh đạo thừa hiểu rằng Trung Quốc là kẻ bị bợm, điều đó đã chứng minh rất rõ kể từ khi Trung Quốc thâu tóm được Hồng Kông. Bởi vậy mà Đài Loan sẽ không chấp nhận bất cứ lời yêu cầu nào từ phía Trung Quốc. Chính vì tình hình căng thẳng nêu trên mà Trung Quốc không chịu đứng nhìn Đài Loan tuyên bố độc lập nên đã gây áp lực lên chính quyền Đài Loan bằng mọi cách. Thưa quý vị, theo tiết lộ của chính quyền, bà Thái Anh Văn cho biết trong những tuần vừa qua, Trung Quốc đã điều động rất nhiều đặc vụ đến Đài Loan để thám thính. Các phe phái của chính quyền ông Tập Cận Bình được cài cắm bên trong lẫn bên ngoài của Đài Loan. Mặt khác, Trung Quốc còn ngang nhiên điều rất nhiều tàu chiến, máy bay, tên lửa. Trong đó đáng chú ý nhất là cả hai tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh tập trận bắn đạn thật sát eo biển Đài Loan nhằm gây áp lực lên chính quyền Tổng thống bà Thái Anh Văn trước kỳ họp bầu lại người đứng đầu của đất nước này. Mặt khác, Trung Quốc đã cho rất nhiều tiêm kích xâm phạm đến bầu trời của Đài Loan để khiêu khích Đài Loan nổ súng trước. Mục đích của phía Trung Quốc là lấy cớ phát động một cuộc chiến tranh tấn công Đài Loan trước ngày tuyên bố độc lập. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Đài Loan đã phát biểu trước toàn thể báo chí trong và ngoài nước. Ngoài chỉ trích kịch liệt phía Trung Quốc đã xâm phạm đến chủ quyền vùng trời và vùng biển Đài Loan, cũng như cảnh báo rằng Đài Loan sẽ đáp trả mạnh mẽ và đáp trả ngay lập tức nếu như Trung Quốc không chấm dứt hoạt động nói trên. Qua đây, Đài Loan cũng đã bác bỏ cho nổ kho vũ khí thuộc căn cứ quân sự Tương Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến và yêu cầu phía Trung Quốc trả tự do cho công dân của Đài Loan mới bị phía Bắc Kinh bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan tới vụ đánh bom vào kho vũ khí của Trung Quốc nói trên. Trái ngược với những tuyên bố và những lời cảnh báo từ phía Đài Loan, Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng hải quân trên lãnh thổ của Đài Loan và đã đánh chìm hai tàu cá của Đài Loan, khiến 10 người bị thương. Thưa quý vị, theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng của Đài Loan cho biết, hành động của Trung Quốc là không thể nào chấp nhận được. Bắc Kinh đã không coi Đài Loan ra gì. Trung Quốc đã gây hấn cũng như gây áp lực cao lên phía Đài Loan. Do vậy, Tổng thống của Đài Loan bà Thái Anh Văn đã phát động thông báo báo động cho quân đội sẵn sàng chiến đấu với Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 17 giờ ngày hôm qua, phía chính quyền của Tổng thống bà Thái Anh Văn đã cho bắn hai quả tên lửa về phía đập Tam Hiệp của Trung Quốc, được cho là điểm yếu chết người của phía Bắc Kinh. Hai quả tên lửa này là bản sao của loại Tomahawk của Mỹ, nhưng đáng tiếc là nó đi chạch tâm điểm và đập Tam Hiệp nên không bị vỡ đập. Nhưng sức công phá của nó đã làm cho rung chuyển nền móng của con đập được cho là lớn nhất trên thế giới. Sự việc nói trên đã làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình hú vía và thót tim. Được biết, vị trí phóng tên lửa chỉ cách con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc chưa đầy 1.200 km. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên New York Times cho biết, con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc là một trong những con đập lớn nhất trên thế giới. Trung Quốc đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức cũng như tiền của để xây dựng lên con đập Tam Hiệp này. Tuy nhiên, nó chính là điểm yếu yết hầu của phía Trung Quốc, là một vị trí cực kỳ quan trọng đối với cả Trung Quốc bởi vì con đập này mà vỡ thì nó sẽ nhấn chìm 1/2 diện tích của Trung Quốc. Có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ trên bản đồ của thế giới. Vì thế mà chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho bố trí 5 sư đoàn và 10 tiểu đoàn liên tục trực chiến cũng như là bảo vệ con đập Tam Hiệp 24/24 giờ. Tránh các đối thủ cũng như các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài của Trung Quốc đã phá vỡ con đập này.
Theo các chuyên gia nổi tiếng về thủy lợi trên thế giới cho biết, nếu con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc mà bị bắn vỡ thì nó sẽ cuốn trôi toàn bộ Bắc Kinh cũng như các thành phố lớn của Trung Quốc, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến hay các thành phố khác ra ngoài Biển Đông và nó sẽ xóa sổ 1/2 diện tích của phía Trung Quốc. Vì thế, khi chính quyền của ông Tập Cận Bình gây chiến với Đài Loan, thì mục tiêu đầu tiên của Đài Loan là không cần đánh đâu xa mà cứ dùng tên lửa bắn phá con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc là chiến thắng. Và rất may cho chính quyền ông Tập Cận Bình khi hôm qua Đài Loan phóng 2 quả tên lửa bắn vào đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, nó đã không trúng mục đích như ý muốn, vì thế đập Tam Hiệp chưa vỡ, nếu không nó sẽ xóa sổ Trung Quốc và hôm nay trên bản đồ của thế giới đã không xuất hiện đất nước Trung Quốc nữa rồi. Thưa quý vị, được biết, chính phủ Trung Quốc đã bỏ ra một số tiền cực lớn để giảm bớt những tác động từ đập Tam Hiệp. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết trong những năm vừa qua và Trung Quốc ngày đêm đang rất lo lắng. Và theo các chuyên gia quân sự trên thế giới cho biết, nếu đánh nhau với cả phía Trung Quốc thì không cần đánh ở đâu xa mà cứ đập Tam Hiệp nhằm bắn phá thì sẽ chiến thắng toàn diện phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, con đập Tam Hiệp được xây dựng trên con sông Dương Tử tại thị trấn Tam Đầu Bình thuộc thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Dự án này được khởi công từ những năm 1994 và vận hành đầy đủ từ tháng 7 năm 2012 với vốn đầu tư khoảng 200 tỷ nhân dân tệ, tức là gần 6.600 tỷ đồng. Đây là một trong những con đập thủy điện lớn nhất trên thế giới với sản lượng điện năm 2018 đạt 100 tỷ kWh. Thưa quý vị, trên thế giới chỉ có Hoa Kỳ và Đài Loan dám tấn công con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Ngay từ những năm 1958, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện đã phê chuẩn đề xuất xây dựng dự án con đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Tuy nhiên, ông Mao Trạch Đông không yên tâm về vấn đề an ninh quân sự của dự án Tam Hiệp. Lúc đó, ông Chu Ân Lai đã cử hai tướng Trương Ái Bình và Trương Trấn chủ trì nghiên cứu các vấn đề an ninh quân sự của dự án Tam Hiệp. Vào thời điểm đó, chỉ có Hoa Kỳ và tưởng giới thạch của Đài Loan mới dám tấn công đập Tam Hiệp. Hai tướng Trương Ái Bình và Trương Trấn đã đưa ra kết luận nghiên cứu trước cách mạng văn hóa rằng trong điều kiện hiện tại, vấn đề an ninh quân sự của dự án Tam Hiệp không thể được giải quyết sau khi hoàn thành dự án Tam Hiệp. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tại eo biển Đài Loan, Bộ Quốc phòng của Đài Loan đã đe dọa ném bom hoặc phóng tên lửa phá vỡ đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, trước khi xây con đập Tam Hiệp, chính phủ của Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng họ không ủng hộ việc Trung Quốc xây dựng dự án Tam Hiệp vì người Mỹ đã học được nhiều bài học đắt giá từ những dự án đập hồ chứa nước khổng lồ trên thế giới. Tuy nhiên, vì Hoa Kỳ đã bị phía Trung Quốc xác định là kẻ thù nên Mỹ luôn được xếp hàng đầu trong danh sách có thể tấn công vào đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, tình hình căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc ngày càng gia tăng khi Đài Loan tuyên bố không sợ chiến tranh khi Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng. Đài Loan đã khẳng định không thách thức Trung Quốc nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh liên tục bị Bắc Kinh gây sức ép. Trung Quốc đã liên tục tuyên bố họ sẽ không từ bỏ ý định xâm nhập Đài Loan bằng vũ lực. Vì vậy, chúng tôi luôn cảnh giác, người đứng đầu cơ quan hành pháp của Đài Loan, ông Tô Trinh Sương, phát biểu trước khi được các thành viên cơ quan lập pháp hỏi về mối đe dọa quân sự từ phía Trung Quốc đại lục. Chúng tôi không sợ một cuộc chiến và cũng sẽ không thách thức Trung Quốc, nhưng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu mọi lúc. Ông Tô nhấn mạnh như vậy và ông Tô còn tuyên bố rằng nếu xảy ra chiến tranh, chúng tôi sẽ không cần đánh Trung Quốc quá nhiều mà chúng tôi chỉ cần phóng tên lửa, phá tan con đập Tam Hiệp là chúng tôi sẽ chiến thắng Bắc Kinh. Tuyên bố được ông Tô đưa ra sau khi Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường, một trong những phiên họp quốc hội vào sáng ngày hôm kia đã thông báo ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2019 sẽ tăng từ 7,5% lên mức 180 tỷ đô la Mỹ. Với mức tăng này, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc hiện đứng thứ hai trên thế giới. Chỉ sau Mỹ, nước sẽ chi khoảng 750 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng năm 2020. Lực lượng phòng vệ của Đài Loan gần đây cũng đã tăng cường mua sắm các loại vũ khí hiện đại và tiên tiến bậc nhất trên thế giới của Mỹ, cũng như tiến hành một loạt các cuộc tập trận trên Biển Đông nhằm thách thức cũng như ngăn chặn những nguy cơ tấn công từ phía Trung Quốc. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ cần thống nhất, kể cả bằng vũ lực. Trung Quốc đã nhiều lần dùng máy bay cũng như tàu chiến hoạt động quanh quần đảo của Đài Loan trong các cuộc tập trận vài năm qua và tìm cách gây sức ép buộc nhiều nước trên thế giới cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, trong đó có Mỹ. Các chuyên gia nghiên cứu về quân sự cũng như chính trị trên thế giới cho rằng Trung Quốc từ lâu đã tuyên bố duy trì quân đội để bảo vệ lãnh thổ Đài Loan bởi vì chính quyền ông Tập Cận Bình lo ngại lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn sẽ đưa hòn đảo tới một tuyên bố độc lập tách riêng với cả phía Trung Quốc.
động thái mà Bắc Kinh được cho là không thể nào chấp nhận được. Và trong một bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ kiên quyết phản đối cũng như ngăn chặn mọi âm mưu hay hành động ly khai đòi độc lập Đài Loan, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của phía Trung Quốc. Và bất kỳ ai, bất kỳ nước nào can dự vào vấn đề của Đài Loan thì Trung Quốc sẽ coi nước đó là kẻ thù và sẵn sàng chiến tranh. Thưa quý vị, Đài Loan là một cái gai trong mắt của Trung Quốc, vì thế chưa thống nhất được Đài Loan và Trung Quốc đại lục thì chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn còn nuôi tham vọng cũng như là kẻ âm mưu thôn tính. Nhưng chính phủ của bà Thái Anh Văn thì cương quyết không cho phía Trung Quốc thôn tính Đài Loan. Và cuộc đấu giữa Đài Loan và Trung Quốc sẽ còn rất gay go và quyết liệt. Và các tin tức liên quan tới tình hình Biển Đông, liên quan tới tình hình của Hồng Kông, Đài Loan, kinh tế, chính trị xã hội của Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như các nước trên thế giới, chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị vào các bản tin tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.